Cái địa điểm mà Nhân khá là thích về Hoa Giá Quỳ, vì thứ nhất là một địa điểm chụp Hoa Giá Quỳ ngay trung tâm mà không phải ai cũng biết. Hoa Giá Quỳ rất là đẹp luôn, trời ơi, đứng vào như thế này nó đẹp, đẹp hết nấc luôn quý vị. Hoa rất là đẹp quý vị ha, quá trời đẹp luôn. Như thế này, chúng ta chụp những bức ảnh về Hoa Giá Quỳ, tạo dáng, nàng thơ, vân vân, đội mũ, đội nón, quàng khăn, rồi đứng tạo dáng. Đó, đẹp, rất là đẹp. Hôm nay Nhân sẽ hướng dẫn đường đi tới đó. Ok, rất là đẹp, phải không quý vị? Đó là những cái hình ảnh mà hôm nay Nhân giới thiệu đến quý vị, những cái khu vực chụp ảnh Hoa Giá Quỳ đẹp, nhà đèo Prenn, đầu đèo Sa Com. Wow, quá là tuyệt vời. Ngày xưa mà khi mà chưa có các cái nền tảng mạng xã hội nào là Facebook, Zalo hay YouTube, Instagram vân vân á quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh The Lark Street của Nhân Laka. Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng quý vị. Bây giờ thì là những cái ngày cuối tuần rồi, nhân dịp cuối tuần thì Nhân xin chúc quý vị có một buổi sáng cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình cũng như người thân, cũng như là có những cái ngày nghỉ cuối tuần đi chơi thật là vui quý vị ha. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đồng hành với Nhân qua những tuyến đường con phố ở tại thành phố Đà Lạt để cập nhật về tình hình thời tiết, du lịch cũng như là giới thiệu cho quý vị một số các cái khung cảnh về Hoa Giá Quỳ đẹp ở tại thành phố Đà Lạt hiện nay. Bây giờ thì chúng ta đi thôi. Và đây là những tấm hình Nhân chụp ở tại ngay địa điểm mà hôm nay Nhân giới thiệu. Quý vị hãy xem hết video thì Nhân sẽ chỉ cái địa điểm này để cho quý vị xem và check in cũng như là chụp ảnh trong cái thời gian sắp tới quý vị ha. Đây là những bức ảnh mà Nhân chụp vào ngày 9 tháng 11 năm 2024, có nghĩa là ngày hôm qua, ngày thứ bảy đó quý vị. Và những ngày tới thì chúng ta sẽ có một cái rừng Hoa Giá Quỳ đẹp như trước mắt chúng ta, những bức ảnh những chụp này. Nhân đang xuất phát ra phía đường Trần Đạo Trần Phú quý vị. Ở dọc đường Trần Đạo Trần Phú kỳ này thấy xe khách, những chiếc xe mà 45 chỗ đậu kín cả đường luôn. Đây là những chiếc xe chở khách đi tham quan du lịch thành phố Đà Lạt. Vào dịp cuối tuần thì Đà Lạt đã đông vui trở lại quý vị. Đặc biệt là những ngày tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật đi ra khu vực chợ đêm, lúc nào cũng thấy nườm nượp người hết trơn á. Nên là du lịch vào những cái ngày đầu tháng 11 đã bắt đầu khởi sắc với những cảnh đẹp về nào là Hoa Giá Quỳ nè. Rồi thời tiết nó cũng khá đẹp nữa. Sắp tới do ảnh hưởng của bão, nhưng mà Nhân thấy là thời tiết ở Đà Lạt vẫn đẹp quá trời luôn. Cuối tuần chúng ta có thể đi chơi, vui chơi được nè. Nhân đang ở trên đường Đống Văn, Đống Đa quý vị. Hôm nay thời tiết thì gió cũng rất là mạnh, nhưng mà cũng trời nắng, cho nên là Nhân sẽ quay một số cảnh về Hoa Giá Quỳ cho quý vị xem nha. Hoa Giá Quỳ vàng rực ở ngay đường Đống Đa thôi, ngay khu vực này thôi, chúng ta đứng vào là cũng chụp hình với Hoa Giá Quỳ là đẹp hết nấc rồi, không cần phải đi đâu xa ha. Tuy là nó không được hoành tráng như những cảnh quay mà Nhân quay về khu vực ở đường cao tốc Đà Lạt Liên Khương, nhưng cũng đủ đẹp để cho chúng ta đứng vào chụp ảnh ngay trung tâm luôn nha quý vị. Ngay con đường Đống Đa, ngay cầu Đống Đa luôn. Gần nhà Nhân lắm. Nhà Nhân tới đây có mấy trăm mét thôi. Nguyên một cánh đồng. Hoặc là chúng ta đứng ở trên chỗ quán cà phê BB Garden đó, cũng có thể chụp ảnh với Hoa Giá Quỳ được. Rất là đẹp luôn. Vì nhà Nhân ở gần đây, nhưng mà bà ngoại á, bà cũng dị ứng với phấn Hoa Giá Quỳ nè. Mấy hôm nay cũng bị sụt xịt, bị ho rồi. Tội nghiệp. Ở gần nhà Nhân thì có một cái quán cà phê BB Garden này cũng hay đúng không vậy? Phong cách vừa sang, vừa mang tính chất giống như là một khu vườn, một căn biệt thự Nhật Bản vậy đó. Ở đây thì bây giờ người ta cũng trang trí Giáng sinh nè, vô chụp ảnh Giáng sinh nè, và những cái bức tường ở phía dưới
Hôm trước thì Nhân review rồi, nhưng mà hôm nay Nhân quay lại thì nó cũng có một cái sự thay đổi nhỏ nhỏ khác khác. Đó là thêm Giáng sinh nè, thêm những cái khu vườn ngồi check-in chụp ảnh nè. Rồi bên này thì là cỏ lau nè. Chúng ta đi lên phía trên cao nhìn xuống một tí nha. Cái cây Giáng sinh, thông Giáng sinh này người ta trang trí Giáng sinh rất là đẹp. Đây là một cái cây cây thông Đà Lạt thôi, người ta làm kiểu bonsai á. Nhìn nó rất là đẹp. Phía dưới này là khu vực nhà hàng nè. Hôm nay thì Nhân ghé vào đây nhân quay một tí thôi, chứ không phải review chỗ này. Nhân ghé review một tí cho quý vị xem thôi cái khung cảnh. Đó, từ ở đây chúng ta nhìn xuống có nhiều cái khu vực để chúng ta check in. Hồi trước thì có những cái cây vườn hồng, bên này thì có nguyên một cái vườn hoa giả quỳ luôn. Ở đây thì có cái view rất là đẹp, nhìn dường như là một phần của thành phố Đà Lạt. Ở phía trên này là phía trên C5 nè, Đạo Duy Từ nè, trung tâm hành chính nè, rồi nhà thờ Công Gà, nhà thờ Chánh Tòa, hay là cây anten của VNPT. Từ đây thì chúng ta nhìn thấp thoáng ở dưới khu vực nhà dân thì chúng ta thấy cũng hoa giả quỳ nở rất là nhiều. Vì hoa giả quỳ mỗi khi mà nở thì cái phấn hoa nó sẽ bay trong gió. Những người mà bị viêm mũi về dị ứng về thời tiết vân vân thì tới mùa hoa này cũng rất là mệt lắm, đặc biệt như là bà ngoại của mấy đứa nhỏ đợt này thì cũng sụp xịt vậy đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống, hôm nay Nhân sẽ xuống phía dưới đèo Sa Com nha, giới thiệu cho quý vị những cái khung cảnh ở đèo Sa Com cũng như là hoa giả quỳ ở đèo Sa Com nha. Ở đây có một cái khung cảnh trang trí Giáng sinh nó rất là thơ nè. Bây giờ thì người ta đang trang trí Giáng sinh thêm đó, nhưng mà cái khung cảnh này người ta trang trí kiểu nó nhẹ nhàng á, nó không có kiểu nó nặng về Giáng sinh lắm. Cái kiểu nó mộc mạc và nó dễ thương, giống như cái khung cửa phía trước thôi. Cũng cho ta một cái bức hình đẹp. Rồi cái khung này ở phía trong là khu vui chơi cho trẻ em đó. Ở bên cạnh Baby Garden thì có cây coffee và cây bánh, rồi tiệm cơm ngày 3 bữa nữa. Trên đường Đống Đa thì chúng ta cũng thấy cũng có rất là nhiều các cái dịch vụ mà hay để chúng ta trải nghiệm, và đặc biệt là đường Đống Đa, cái khúc phía đằng trước kia nó có rất là nhiều các cái khu vực để chúng ta ngắm cảnh, cà phê, view đẹp vân vân ha. Ở ngay đây có một con dốc gọi là dốc Đống Đa, có một con dốc rất là thơ nè. Nhìn xuống ở phía dưới nhà dân chúng ta thấy là hoa giả quỳ nở rất là nhiều ở thấp thoáng ở bên cạnh nhà dân. Ngày xưa là người ta trồng để làm hàng rào thôi, không có check in như ngày nay đâu. Nhưng mà sau đó thì thời buổi số phát triển, nào là thời đại 4.0 mà hoa hòe, rồi các loại hoa check in, nào là hoa mai đào hay là hoa giả quỳ vân vân, thì trở thành một cái trend theo cái mùa du lịch đó quý vị. Ở ngay đây có một cái hàng rào của nhà người dân, người ta trồng những cái loại hoa leo lên phía trên hàng rào, nó rất là đẹp luôn. Nhân cũng không biết nó là hoa gì. Quý vị biết thì quý vị hãy comment cho Nhân biết nha. Nhân quay sát luôn để cho quý vị xem nè. Đó, những loại hoa nó nở, nó mong manh ở trên những cái hàng rào, nó vô cùng là dễ thương luôn. Hoa này nó có hai loại, một màu là màu hồng, màu đỏ, và một cái loại màu ba bốn màu ở đây luôn quý vị. Có màu vàng, rồi màu xanh, màu vàng nè, màu cam nè, rất là hay ha. Mình vẫn không biết đó là hoa gì, nguyên cái hàng rào luôn, đẹp quá trời luôn nè quý vị. Đó, ngay cái cung đường này rất là nhiều bạn ghé tới chụp ảnh lắm. Còn phía trên là hướng lên Đà Lạt God Cafe, ở trên đó cũng hoa giả quỳ quá trời luôn kìa. Bây giờ Nhân đang hướng xuống đèo Pen, một trong những cung đèo tuyệt đẹp của thành phố Đà Lạt cũng như cả nước nói chung và Đà Lạt nói riêng ha. Đây là cung đèo rộng với bề rộng khoảng 15m, với 4 làn đường, tốc độ di chuyển tối đa ở trên cung đèo này là 60 km/h. Khi mà cung đèo này được nâng cấp mở rộng xong thì đã giải quyết được cái vấn đề kẹt xe ở trên cung đèo Pren vào những cái dịp lễ Tết. Như đợt vừa rồi chúng ta thấy hè 30 tháng 4, 1 tháng 5 và Tết Tây, Tết Ta đó quý vị. Thì chúng ta thấy là khi mà đi qua đèo Pren thì chúng ta không thấy kẹt xe nữa, vì cung đèo rất là rộng, rất là thông thoáng.
Tuy nhiên thì ở trung tâm thành phố Đà Lạt thì chúng ta cũng thấy là có nhiều nơi cũng đang mở rộng đường rất là nhiều nhưng mà vẫn kẹt xe quý vị ha. Vì cái lượng du khách mà đến thành phố Đà Lạt vào những dịp lễ Tết, hè cuối tuần rất là đông. Cho nên việc nâng cấp mở rộng đường ở trong khu vực trung tâm vẫn chưa có đáp ứng được, vẫn còn kẹt xe. Nhưng mà đèo thì đã giải quyết được rồi. Ở bên trên này là khu vực nhà ma ngày xưa với lại căn biệt thự, ngày nay là căn biệt thự Trúc Vân, là một cái villa cà phê đó. Đối diện với căn biệt thự ngôi nhà ma là một cái cung đường hoa dã quỳ rất là đẹp. Bữa trước video trước thì Nhân cũng có giới thiệu rồi, chỗ này là chụp hình đẹp rồi quý vị, không cần phải đi đâu xa, có thể ghé quán cà phê biệt thự Trúc Vân đó, chúng ta uống cà phê sau đó thì chúng ta ghé qua bên này chúng ta chụp ảnh nè, với hoa dã quỳ nè, một màu hoa vàng rực rỡ luôn. Đứng vô đây thôi thì chúng ta đã có rất là nhiều cái bức ảnh đẹp rồi, không cần phải đi đâu xa hết quý vị ha. Lát nữa thì Nhân giới thiệu thêm những cái khu vực khác, nhưng mà khu vực này thì hoa đang nở rất là rộ, rất là đẹp luôn. Thậm chí là chúng ta chụp hình kết hợp với cái cung đèo Brent phía dưới nó cũng rất là đẹp luôn. Đây Nhân đứng vào sát sát đi bộ vào đây để cho quý vị xem luôn. Đó, hoa dã quỳ. Wow, rất là đẹp nè, cái lối đi bộ này nè quý vị. Chúng ta đứng vào chụp ảnh rất là đẹp, rất là mấy hôm nay Nhân thấy là khi mà Nhân quay cái clip bữa trước á, thấy rất là nhiều bạn tới đây để chụp ảnh với hoa dã quỳ. Vì cái chỗ này nó rất là dễ kiếm và đơn giản, dễ đi. Cho nên là ai cũng có thể tới đây được, mấy cô, mấy chú, mấy gì, ai cũng tới đây được, bỏ xe ở phía dưới, đó là lên đây là chụp ảnh thôi. Không cần phải đi đâu xa hết, nguyên một cái nhánh hoa dã quỳ rất là đẹp luôn này quý vị. Đi thẳng tít vào phía trong luôn. Quá đẹp phải không quý vị? Khi mà Nhân vào đây thì đây phía sau Nhân là cũng có hai bạn đang hướng vào đây để chụp ảnh với hoa dã quỳ đây. Đó, hai bạn trẻ. Nhân vừa đậu xe cái kịch phát là hai bạn cũng ghé luôn. Khai trương may mắn luôn. Phía đối diện đó là biệt thự Trúc Vân, ngôi nhà ma, quán cà phê đó. Và chúng ta hướng vào đây để chụp ảnh. Hôm nay thì Nhân xuống đèo Grand luôn và sẽ rẽ vào hướng cung đèo Sacom. Đã rất là lâu rồi Nhân không có đi vào trong cung đèo Sacom, cũng như là giới thiệu đường đi ở trong cung đèo Sacom cho quý vị xem. Thì hôm nay Nhân tiện mùa hoa dã quỳ thì Nhân sẽ giới thiệu tới quý vị luôn. Chúng ta thấy cung đèo rất là đẹp quý vị ha. Vừa rộng thênh thang, hai bên là rừng thông, xen kẽ vào đó là những khu du lịch, những điểm ăn uống cà phê ở trên cung đèo. Ở đây là cầu Đa Tăng La nha quý vị, ở trên cung đèo Pren và phía dưới là rừng thông, khu vực thác Đa Tăng La, nơi mà trượt zip line, xa xa là đỉnh núi Voi. Thấy đèo Pren cho di chuyển với tốc độ 60 km/h, nhưng mà nhiều khi thấy nhiều bạn đi xe máy lao ào 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 rất là kinh. Ngay khu vực này bữa trước có cây thông ngã rồi, khu vực này nó cũng có sạt lở đất nữa nè, nhưng mà đợt này trời nắng khô rồi nên tuyến đèo rất là an toàn. Những khúc cong rất là đẹp quý vị. Đèo Pren thì đẹp và rộng thôi, chứ nếu mà nói về cái độ hoành tráng thì nó sẽ không bằng các cái cung đèo ở phía bắc đâu, như là Ô Quy Hồ, Mã Phì Lèn hay là
đèo Pha Đin vân vân đó là những cái đèo mà nó rất là cao, trời lao xe tốc độ nhanh mà không đội mũ bảo hiểm luôn, ghê thật cái chứ, quá dữ. Ở phía trước mặt chúng ta thì có một cô gái cổ đang chạy bộ rất là giỏi ha, cổ chạy bộ từ đầu đèo mà tới cuối đèo 7-8 km, chạy đường đèo kinh đó, chạy lên chạy xuống này quá dữ. Nhân đã đi hết đèo Pren và tới đoạn đường cao tốc Đà Lạt Liên Khương. Phía trước mặt chúng ta đó là đồi thông phía trên của khu du lịch Thác Pren Ti Resort Pren. Hiện nay là resort 5 sao đó quý vị, cộng với Thác Pren, khu vui chơi biển nhân tạo, là một cái địa điểm tham quan cũng khá hấp dẫn. Bên đây có mấy bạn nhỏ chờ xe bus. Bên kia là Ti Resort Grand với Thác Grand. Và tới ngay khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái, nếu mà chúng ta đi từ Đà Lạt xuống hoặc là từ bên đèo Mimosa qua thì chúng ta sẽ thấy một cái bảng là đi thành phố Hồ Chí Minh, khu du lịch Thác Grand, rồi đi Sam. Thì chúng ta sẽ rẽ vào cái xe máy hay là xe ô tô, chúng ta cũng đều rẽ vào cái khu vực này để qua cung đèo Sacom nha. Đối diện với khu du lịch Thác Pren là đèo Sacom. Chúng ta đi một mạch khoảng tầm chưa tới một khoảng 500m, khoảng 500m là chúng ta sẽ tới cái đường đi vào Sacom. Phía trước mặt là cầu Pren và người ta bán hồng rất là nhiều nè, hồng mềm có, hồng tròn có. Ở đây là cầu Pren nè. Chúng ta đi qua khỏi cầu là chúng ta sẽ rẽ vào bên phía cung đường Sacom. Đây, ở đây có rất là nhiều bảng, nào là nhập làng, đèo Pren, đèo Sacom, đi Đức Trọng vân vân. Đây ngay ngã ba mà chiếc xe Hùng Inox mới rẽ vào. Chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ qua bên khu du lịch Thác Pren, còn chúng ta đứng ở đây là chúng ta đi vào cung đèo Sacom nha. Và đây thôi, ngay khu vực này thôi là có nguyên một cái cung đường hoa dã quỳ nè quý vị. Đây cung đường này rất là đẹp, chúng ta có thể đứng chụp ảnh ha. Đó, rất là đẹp luôn. Phía trước mặt chúng ta đó là một cái cung đường hoa dã quỳ rất là đẹp ha. Đó, chúng ta sẽ đi vào đây. Đi xe hay là đứng chụp ảnh gì cũng đẹp hết trơn á. Phải nói là rất là tuyệt vời. Một cái cung đường ở phía đầu đèo Pren, đầu đèo Sacom, đường hướng vào khu vực Sacom. Rất là nhiều bạn mấy ngày hôm nay chụp ảnh ở đây cũng rất là đẹp. Đây là địa điểm rất là hấp dẫn để cho chúng ta ghé chụp ảnh nha. Hóa giá quỳ cứ tới mỗi mùa hoa dã quỳ là mọi người đều náo nức tìm tới những vị trí hoa dã quỳ đẹp để chụp ảnh. Và Đà Lạt là một điểm đến hấp dẫn, vừa là đi du lịch vừa kết hợp chụp ảnh hoa dã quỳ thôi. Tới mỗi mùa tới hoa dã quỳ hoặc là nhân lên những cái video về hoa dã quỳ vậy. Rất là nhiều cô bác anh chị em là hỏi về hoa dã quỳ, địa điểm chỗ nào đẹp, chỗ nào chụp ảnh đẹp, chỗ nào hay ho. Và Nhân thì cũng sẽ chỉ rất là chi tiết những nơi để cho chúng ta có thể ghé chụp ảnh đẹp vào cái thời điểm này. Đó, phía trước mặt là Ti Resort Pren quý vị ha. Đây là một cái địa điểm mà Nhân khá là thích.
về Hoa Giáo Quỳ. Vị thứ nhất là đối diện là Tea Resort Grand, đường cao tốc. Nhìn qua cái là thấy thôi, là có thể đứng vào những cái góc máy như thế này là để chụp ảnh Hoa Giáo Quỳ rồi. Chúng ta tranh thủ có lẽ là cuối tuần này thì chúng ta ghé để chụp ảnh với cung đường này. Vì khoảng thời gian cả tầm chục ngày nữa thì Hoa Giáo Quỳ nó cũng sẽ tàn bớt, vì cái chỗ này là địa điểm mà nó nở cũng khá là sớm. Cho nên là chúng ta ghé để chụp ảnh nha. Và tiếp tục hướng vào trong cung đèo Sa Com thì chúng ta cũng còn nhiều cái vị trí nữa để chụp ảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuất phát vào phía trong đó. Một màu vàng rực rỡ của Hoa Giáo Quỳ. Vào đây thì chúng ta dọc đường chúng ta cũng bắt gặp rất là nhiều hoa giáo quỳ, đặc biệt là những ngôi nhà mà xung quanh được bao bọc bởi những dãy hoa giáo quỳ tuyệt đẹp. Đèo Sa Com thì dài hơn đèo Friend quý vị. Đèo Sa Com dài khoảng tầm 13 km, còn đèo Friend chỉ có 8 km thôi. Ở ngay khu vực này có rất là nhiều house, nhiều cái home người ta cho lưu trú nè. Đây homestay Nhân An 200.000 một ngày. Ở đây thì hơi xa trung tâm ha. Ở bên này là Riverside, cũng là một cái homestay. Bên này thì người ta cũng xây dựng nhưng mà có lẽ là bị sai phép gì đó, bị đóng băng cũng mấy năm rồi. Phía trước mặt là chúng ta đang đi lên đèo Sa Com. Ở đây có một cái cây cỏ lầu mọc ngay bên cạnh đèo luôn. Phía dưới là nhà máy xây xác đá ở phía dưới này, nơi khai thác đá. Rồi khu vực một số hộ dân ở phía dưới khu vực đó. Bên kia sườn đồi cũng hoa giáo quỳ quá trời quý vị. Đà Lạt có rất là nhiều cái sườn đồi mà hoa giáo quỳ đẹp. Như hôm trước Nhân quay ở đèo cao tốc đó quý vị, ngay khu vực cao tốc. Trời ơi, hoa giáo quỳ quá trời là hoa giáo quỳ. Đèo Sa Com thì nhỏ thôi quý vị, hai làn đường thôi. Nhưng mà có cái là ban đêm là không có đèn đường. Ban đêm không có đèn đường cho nên là chúng ta đi ban đêm thì rất là nguy hiểm vì nó tối thui à. Cho nên là đi thì đi ban ngày thôi. Từ khi mà đèo Friend làm xong á, thì hướng này á, người ta cũng ít đi. Chúng ta thấy xe cộ khá là vắng. Phía trước là Sam Tiềm Lâm, Sơn Gót. Những ai mà đánh gót thì hay vào đây ha. Đánh gót thì thường thì cho các đại gia kiều nữ chân dài hoặc là vấn đề trao đổi về kinh doanh tiếp khách. Chứ còn mà bình thường như chúng ta thì không có vào đánh gót nổi, vì mỗi bộ gót thì nó cũng đã mắc tiền rồi. Một lần vào sân gót thì cũng tốn vài triệu, cho nên là không có tiền để chơi đâu. Chúng ta chơi tennis hay là pickleball là được rồi. Nhân kỳ này thì Nhân chuyển qua chơi pickleball. Lâu lâu chơi trận để lấy mồ hôi. Ra mồ hôi về là nó khỏe người quý vị. Đèo Sa Com chúng ta thấy rất là đẹp, thông rất là nhiều ha. Có những cây thông nho nhỏ vừa lên khoảng tầm 2-3 năm. Những khúc cua tuyệt đẹp. Ngày nay thì chúng ta thấy là người ta đi qua cung đèo này chủ yếu là các bạn thích trải nghiệm đi phượt thôi, chứ còn chúng ta đi lên đèo Friend nó quá đẹp, quá rộng, đi quá nhanh rồi. Chúng ta không cần phải đi qua bên cung đèo này, chủ yếu là qua đây để trải nghiệm thôi. Và cũng khá là lâu rồi Nhân mới quay trở lại cung đèo này quý vị. Chắc cũng phải tầm nửa năm rồi đó Nhân mới quay lại cung đèo này. Vì mình có việc hoặc là hôm nào nó có một cái ý tưởng gì đó thì Nhân mới qua đây. Hôm nay thì có Hoa Giáo Quỳ ha. Bao ký ức xót xa người mẹ.
Wow, con chim ở dưới dễ thương ghê. Ở phía dưới là cái khu thung lũng, hồi trước là cỏ hồng, người ta trồng cỏ hồng rất là nhiều. Còn xa xa là bên phía sân gót của Sam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lừa khói rời xa tháng năm. Người Việt Nam ta nâu mắt đen, đài thương cứng ướt như đường xe. Ta ơi, đồng lúa chín là hương nắng trường. Tiếng hò dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Rất là đẹp. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều phong cảnh đẹp quý vị. Đi nói chung là bỏ thời gian đi cả nước thôi là chúng ta cũng thấy là rất là nhiều cảnh đẹp, không cần phải đi đâu xa, đi nước ngoài hay là chỗ khác. Tuy nhiên thì người Việt Nam chúng ta cũng thấy là mỗi lần mà chúng ta đi nước ngoài, chúng ta check in ở Thái Lan hay Singapore, Campuchia, Malaysia gì đó thì chúng hoặc là Trung Quốc gì đó, thì chúng ta thấy là mỗi lần check in đó là nó mang cái tính nó cũng sang chảnh hơn ha. Dù sao là chúng ta được đi nước ngoài, nhưng mà thực ra Nhân thấy là Nhân đi gần hết cả nước Việt Nam rồi, 63 tỉnh thành thì có lẽ là Nhân đã đi khoảng tầm 60 rồi, còn một số tỉnh nhỏ ở phía xa thì Nhân chưa có đi thôi. Cho nên là thấy cảnh của Việt Nam rất là đẹp. Và Nhân đi nước ngoài cũng một số nước, nhưng mà Nhân thấy là so sánh ra thì có lẽ là Trung Quốc là một trong những nước mà có cảnh đẹp và gọi là bậc nhất về thiên nhiên và cảnh đẹp hùng vĩ núi non, rồi văn hóa bao nhiêu ngàn năm luôn. Thì nó rất là đẹp, rất là hoành tráng đây. Còn nếu mà chúng ta so sánh với các nước khu vực Đông Nam Á thì chúng ta có lẽ là Việt Nam chúng ta là một trong những nước đẹp nhất. Có rừng, có núi, có biển. Biển của Việt Nam chúng ta là được coi là những cái biển đẹp quý vị. Nha Trang, rồi Đà Nẵng, Phú Quốc. Quá trời đẹp. Và những cảnh núi non như ở Đà Lạt đây nè. Này, quá là đẹp đi. Đà Lạt vừa có núi non, cảnh đẹp. Vừa có một cái thời tiết khí hậu không phải nơi nào cũng có được. Nên đã đến Đà Lạt rồi thì rất là nhớ, rất là lưu luyến, rất là nhiều cái kỷ niệm. Có nhiều người phải vì cuộc sống cũng rời đi, rời Đà Lạt. Nhưng mà lúc nào người ta cũng lưu luyến về Đà Lạt. Ở phía dưới là sân gót Sam cũng như là resort ha. Bắt đầu tháng 11 thì thời tiết cũng đẹp, cũng như là cảnh quan cũng rất đẹp, rất là nhiều các loài hoa đua sắc nở, và là thời điểm mà chúng ta đi du lịch nhiều trở lại. Sau tháng 9, tháng 10 là chúng ta nghỉ ngơi sau kỳ du lịch hè ha. Tháng 12 Đà Lạt sẽ rất là đông với kỳ festival hoa kéo dài cả tháng. Với rất là nhiều các hoạt động hay bổ ích. Festival hoa năm nay được kỳ vọng là sẽ đón hơn 2 triệu lượt khách. Và cũng là festival hoa mà hoành tráng, dài nhất và nhiều sự kiện nhất. Cảnh đẹp quá quý vị ơi. Gió thổi rất là mát luôn. Rồi phía dưới là những cánh đồng cỏ tranh ở phía dưới á. Nghe tiếng gió kêu xào xạc quá là tuyệt vời, hít thở một cái không khí trong lành. Phía bên kia là nhìn sân gót của Sam, rồi nghe tiếng gió thổi, quá là tuyệt vời quý vị. Không có gì tuyệt vời bằng những cái khung cảnh đẹp của Đà Lạt, và đặc biệt là trên cung đèo Sa Com. Wow. Mỗi lần đứng trước một cái cảnh đẹp, đứng trước một cái khung cảnh như thế này, mình cảm giác yêu quê hương, yêu thành phố Đà Lạt,
yêu nơi mình đang sinh sống quý vị. Wow, quá là tuyệt vời. À, ngày xưa mà khi mà chưa có các cái nền tảng mạng xã hội nào là Facebook, Zalo hay YouTube, Instagram vân vân á quý vị, thì những cảnh đẹp như thế này thì ít người biết tới. Còn ngày nay khi mà các cái thời đại 4.0, 5.0 rồi quý vị, thì các cái nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều, và chúng ta sẽ biết được nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt nói riêng cũng như là Việt Nam mình nói chung. Quả thật sự là khi mà Nhân ngồi ở ngay cái bờ tường như thế này, nghe tiếng gió xào xạc của những cái hàng cây cỏ phía dưới, cảm giác nó khá là yên bình, tìm về chốn yên bình quý vị. Đà Lạt là nơi mà người ta nói là đi Đà Lạt để chữa lành là vì vậy đó. Nó quá đẹp đi, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây thôi, hít thở không khí hương hoa cỏ cây ở phía dưới là chúng ta đã cảm giác là được chữa lành rồi, cảm giác nó thư thái rồi. Chúng ta không còn phải bận, phải lo, phải nghĩ gì nhiều cả. Cứ đủ ăn, đủ sống, đủ mặc là được rồi quý vị ha. Phía dưới là Sun God Sacom, khách sạn 5 sao. Rồi phía dưới này nghe tiếng gió thổi, quý vị nghe được tiếng gió thổi. Những cây cỏ lau, cỏ tranh quý vị. Nghe tiếng xào xạc ở dưới. Rất là đẹp luôn, rất là nghe, rất dễ chịu luôn. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, hào phóng khuất bớt như cần sơn. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, đồng lúa chín ngọt thơm ngát trời. Cái video chiêu chiêu, những clip chiêu chiêu hoặc là chụp những cái bức ảnh chiêu chiêu, những cái không gian ở phía dưới này là nó tuyệt đẹp lắm luôn á. Không gian mênh mông bao la, một cánh đồng màu xanh ở phía dưới, một thung lũng ở phía dưới, rồi rừng thông làm cái bách rau ở phía đằng sau. Quá trời đẹp. Trước ở trên này người ta trồng cỏ lau cũng rất là đẹp nha. Người ta trồng cỏ lau rồi để cho du khách ghé vô chụp ảnh ở ngay cái cung đường này đi xuống nè. Người ta trồng rất là nhiều. Nhưng mà đợt này thì người ta không có trồng nữa. Có lẽ là cũng khó kinh doanh, khó hút khách. Và lại là người ta đầu tư mà không có thu nhập, nó không có tương xứng. Ngay đây cũng có mấy cây giả quỳ đẹp quá trời luôn nè. Hồi trước là ở dưới này là người ta trồng rất là nhiều lau luôn á. Một thung lũng tuyệt đẹp. Nhân thấy cái bụi hoa giả quỳ với cái cung đường nhỏ nhỏ này đẹp ngang. Trời ơi, đứng vô cái bụi này thôi là chụp hình cũng đẹp. Phía trên đồi là có cỏ lau màu trắng ở phía trên đồi nữa kìa. Mấy bạn trẻ đứng lại ngay cái chỗ Nhân hồi nãy Nhân đứng để chụp ảnh ha. Phía trước mặt chúng ta sẽ thấy thêm một cái thung lũng ở phía dưới nữa, cũng rất là đẹp nữa. Khu vực này là khu vực mà người đồng bào người ta sống rất là nhiều ở ngay cái khu vực thung lũng này. Người đồng bào người ta trồng cà phê, trồng hoa màu ở ngay khu vực này. Ở đây có một cái chỗ người ta trồng hoa cúc bất tử, nhưng mà bây giờ nó tàn rồi. Có những cái chòi canh của người đồng bào nè, người ta trồng cà phê ở đây. Nhà của người ta là những cái căn nhà nhỏ nhỏ vậy đó. Ở dưới chân đồi có những cái căn nhà của người dân ha. Phía dưới này có căn nhà bé bé xinh xinh cũng quá trời đẹp nè. Đó, nhà em ở dưới lưng đồi nè. Bên này cũng có một căn nữa ha. Rồi bên kia có chiếc máy cày.
Nếu mà chúng ta có thời gian, nếu mà chúng ta rảnh thì chúng ta đi qua cái cung đèo này cũng được. Chúng ta khám phá, rồi quay lại những cảnh đẹp, chụp hình với những cảnh đẹp ở trên cung đèo, hoặc là cùng nhìn ngắm. Nó rất là thiên nhiên. Có nhiều ngọn đồi nó cao vút lên ha, cao vút trên cao luôn. Rồi có mấy nhà người đồng bào người ta ở tít ở trên đồi á. Mấy cây mai anh đào ở đây rụng hết lá đây nè, mai mốt sẽ ra hoa rất là đẹp đây. Là một cái vị trí chụp ảnh rất là đẹp, mai mốt ra hoa Nhân sẽ ghé Nhân quay, nhưng cũng như là cập nhật các cái vị trí mà chụp ảnh hoa mai anh đào đẹp, cũng giống như là mùa hoa giả quỳ vậy đó. Vào mỗi mùa hoa, vào mỗi những cái thời điểm khác nhau thì Nhân cũng hay cập nhật những cái địa điểm đẹp để cho quý vị tham khảo. Mấy bạn người đồng bào đi bơm thuốc. Ở đây gọi là làng Đa Ra Hoa nha. Người ta trồng cà chua. Với một ngôi nhà nhỏ. Như vậy là Nhân đã đi hết đèo Sa Com và tới ngay khu vực Hồ Tiền Lâm rồi quý vị. Nếu mà chúng ta đi thẳng nữa thì chúng ta sẽ đi vô khu du lịch Đá Tiên, còn lại chúng ta rẽ phải sẽ đi về phía thành phố Đà Lạt cũng như là Hồ Tiền Lâm. Ở đây có một căn biệt thự người ta xây rất là lâu rồi, hình như là người ta cũng để hoang đây. Rất là phí ha. Không biết là có lẽ là cũng trong một cái dự án của resort nào đó. Nó vì cái khu vực này nó sẽ nối với bên Sam, chắc có lẽ là cũng thuộc quản lý của Sam. Ở ngay khu vực thung lũng này có nguyên một cái thung lũng hoa mai anh đào nè quý vị. Mai mốt mà tới mùa hoa mai anh đào là cái thung lũng này nó rất là hot, người ta tới chụp ảnh rất là nhiều. Đây là Hồ Tiền Lâm nha. Hồ Tiền Lâm với những cây thông. Phía dưới có một cái chiếc cầu á, rất là nhiều bạn rất thích ghé chụp ảnh ở ngay chiếc cầu đó. Hồi trước ở đây thì có mấy quán cà phê, người ta bán cà phê, nhưng mà đợt này thì người ta cũng bị cấm luôn rồi. Ở ngay khu vực này á, thì hiện nay có một chiếc cầu nối dài ra phía Hồ Tiền Lâm, là nơi mà các bạn trẻ thường hay ghé tới đây để chụp ảnh hay là quay những cái video mà kiểu như dạng như chiêu vậy á, đi ra giữa hồ mà mình đứng ở đằng xa mình quay lại á, rất là đẹp, thành một cái trend luôn. Hồ Tiền Lâm là một trong những cái hồ cũng rất là đẹp. Ở Đà Lạt thì có hai hồ ha, hồ Tiền Lâm với lại hồ Xuân Hương là hai hồ mà du khách tới tham quan rất là nhiều. Có thêm một cái hồ nữa là gọi là hồ Đa Thiện. Tuy nhiên thì hồ Đa Thiện thì nó nằm ở trong khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, cho nên là vô đó thì phải mất vé. Cũng giống như Hồ Xuân Hương thì Hồ Tiền Lâm người ta cũng có kinh doanh thuyền vịt, đạp vịt, nhưng mà hiện nay cũng đang bị cấm luôn. Ở đây là cái con đường mới. Đường này là nếu mà chúng ta chạy thẳng sẽ vào trong các cái khu du lịch như là Đà Lạt Wonder, Hầm Đất Sét hay là khu vực resort Lavender. Cung đường mới sẽ nối từ ngay khu vực Hồ Tiền Lâm, ngay Thiền viện Trúc Lâm đó, sẽ nối qua bên khu vực An Tôn luôn, nối vào đường Hoàng Văn Thụ. Ở đây rất là nhiều hoa dã quỳ đẹp nè quý vị. Vào đây thôi là chụp ảnh với hoa dã quỳ là đã quá đỉnh rồi, không cần phải đi đâu xa đâu. Thật ra thì chúng ta chụp ảnh á,
chúng ta chụp ảnh thì chúng ta chỉ cần một số các cái bụi hoa giá quỳ đẹp là được rồi. Chúng ta đứng ở đây mà chúng ta nhìn qua bên đồi bên kia không? Có một cái căn nhà bé bé xinh xinh đó. Đó, đó hoa giá quỳ dày đặc luôn, quá đẹp luôn nè. Đó, dọc dọc bên đường cũng rất là nhiều hoa giả quỳ ha, nhiều cô chú đứng lại để quay để chụp với hoa giả quỳ. Nếu mà chúng ta đi thẳng vào trong nữa, dọc dọc đường cũng có rất là nhiều hoa giả quỳ nha. Ở đây là khu vực thác Bảo Đại. Hiện nay thì thác Bảo Đại người ta đang ngừng hoạt động, người ta đang sửa chữa gì đó. Đó, ở đây ngồi trên cái bức lan can này thôi. Ngồi lên bức lan can này thôi thì chúng ta cũng có một bức ảnh đẹp về hoa giá quỳ đây. Đi qua cung đường này thì chúng ta thấy ngào ngạt mùi hoa giá quỳ luôn á. Nó rất là thơm. Nhưng mà đối với những ai mà bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng thì có lẽ là sẽ không mấy gì vui. Wow, quá trời hoa giá quỳ nè quý vị, đẹp. Quá trời đẹp luôn. Ngồi ngay lan can rồi lấy cái bách rau là hoa giá quỳ nè. Đẹp gì đâu luôn á. Rồi đây nữa nè. Đây có bụi giá quỳ xõa xuống, chúng ta đi vô cái hàng rào này thôi, chụp ảnh cũng rất là đẹp này. Rồi, bây giờ Nhân giới thiệu một cái ngôi nhà mà hiện tại là đang bỏ hoang á. Thì ngay quanh khu vực này thôi là hoa giá quỳ quá trời đẹp luôn nè. Một màu vàng tươi rực rỡ luôn. Chính ngôi nhà này là nơi mà Nhân chụp những cái bức ảnh ở đầu video đó quý vị. Ở đây rất là dễ kiếm. Ngay chỗ hồi nãy mà chúng ta đi lên đó, chúng ta thấy có hoa giá quỳ nó xõa xuống phía dưới đường quý vị. Thì chúng ta ngồi vô cái góc này nè, chụp ảnh rất là đẹp luôn. Vị trí Nhân giới thiệu này là đối diện với thác Bảo Đại quý vị. Search trên Google Maps thác Bảo Đại trong Hồ Tuyền Lâm và đối diện đó là 200m là có cái ngôi nhà này nha. Rồi bên đây nữa, nguyên cái khu vực sân. Vì đợt này người ta mở rộng đường á, cho nên là căn nhà này không biết là thuộc cái diện như thế nào đó mà bây giờ lại bỏ hoang. Rất là uổng, rất là phí nè quý vị. Quanh quanh ngôi nhà này hoa giả quỳ quá trời luôn. Đó, chúng ta vô đây chúng ta chụp ảnh rất là đẹp ở ngay cái vị trí cái sân này nè. Wow, một ngôi nhà bỏ hoang rất là phí ha. Nhà của người ta tuy là bỏ hoang nhưng mà chúng ta cũng không nên đi vào trong nhà bất hợp pháp, chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài thôi. Wow, nguyên cái khu vực này cái hoa giá quỳ đẹp quá quý vị ơi. Nhân sẽ quay cho quý vị xem nha. Hoa vàng mấy độ. Chỉ cần ngay cái ngôi nhà này thôi, nếu mà chúng ta biết chụp ảnh thì sẽ có rất là nhiều những cái bức ảnh đẹp về hoa giá quỳ rồi. Chúng ta không cần phải đi đâu xa hết quý vị. Đối với các cô bác anh chị mà chỉ cần chụp ảnh về hoa giá quỳ thì chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi. Rồi chúng ta muốn sáng tác những cái bức ảnh nghệ thuật, những bức ảnh thực sự là đẹp thì chúng ta mới đi những cái cánh đồng hoa. Wow, quý vị thấy hoa đẹp không quý vị? Nè, hoa nở đều mà nó đẹp, quá trời đẹp luôn. Rồi bên trên là cái căn nhà có người ta có ném rồi bị vỡ kiến rồi ra. Rất là uổng ha. Một cái căn nhà nằm một cái vị trí quá là đẹp đi. Nhưng cũng thích cái ngôi nhà kiểu này. Một ngôi nhà chữ A, kiến trúc hiện đại, đẹp. Chào quý vị, Nhân đang ở ngay một cái bụi hoa giả quỳ rất là đẹp luôn. Trời ơi, trời ơi, đứng vào như thế này nó đẹp, đẹp hết nấc luôn quý vị. Phải nói rằng là chỉ cần đứng vào đây thôi thì chúng ta cũng đã có những cái bức ảnh đẹp rồi. Chúng ta không cần phải đi đâu xa quý vị ơi. Hôm nay nhưng thấy cái bụi hoa giả quỳ này nở nó rất là rực rỡ luôn. Cho nên là
tiện đây nhân giới thiệu để quay cho quý vị, phía đối diện là thác Bảo Đại nha. Chúng ta đi tới đây cái là chúng ta thấy cái căn nhà này và chúng ta lên đây, căn nhà này đang bỏ hoang và chúng ta lên đây là chúng ta chụp ảnh. Nhưng mà đối với các bạn nữ thì Nhân khuyên là đi 2-3 bạn nha, không có đi ít người thì không có lên mấy cái chỗ này, nó cũng rất nguy hiểm. Còn Nhân là đàn ông con trai mà sức dài vai rộng, cũng không có gì là đáng lo. Và với lại là Nhân cũng không ai thèm đâu, nên không sao. Hoa rất là đẹp quý vị ha, quá trời đẹp luôn. Mùa hoa dã quỳ Đà Lạt, không nơi nào đẹp bằng Đà Lạt. Đó, chúng ta đứng vô cận cảnh như thế này, chúng ta chụp những bức ảnh về hoa dã quỳ, tạo dáng đó, nàng thơ vân vân, đội mũ đội nón, quàng khăn, rồi đứng tạo dáng đó, đẹp, rất là đẹp. Wow. Nói chung là rất là nhiều dáng để tạo ảnh ở ngay một cái luống hoa tuyệt đẹp như thế này quý vị. Tới mỗi mùa tháng 11 thì rất là nhiều người bị dị ứng thời tiết với dị ứng phấn hoa và hoa dã quỳ. Thì đẹp thật, nhưng mà cũng một số người bị dị ứng thì cũng không được tốt lắm cho sức khỏe ha. Cho nên là ai mà bị dị ứng á, nếu mà đứng ở trong đây một hồi thôi là coi như là bị nhảy mũi liên tục luôn á. Nhưng có những người bạn cũng đi, cũng là nhiếp ảnh, cũng là đi chụp ảnh, chụp hình, quay phim. Nhưng mà đi mỗi lần mà đi săn, đi chụp ảnh xong về là coi như là bị sổ mũi quá trời luôn, bị viêm mũi, viêm xoang đó quý vị. May rằng là Nhân là cũng không sao, nói chung là mình cũng khỏe thật. Ngôi nhà bỏ hoang rất là phí, tuy nhiên cũng tạo nên một cái bối cảnh đẹp trong cái khung ảnh này. Vì người ta bỏ hoang cả hơn một năm nay á, cho nên là những cái quỳ nó mọc, những cái quỳ dại mọc rất là nhanh, mọc rất là nhanh, xong cái là bắt đầu ra hoa. Đây là cái vị trí nó gần với trung tâm thành phố Đà Lạt, bên cạnh hồ Tuyền Lâm đó, rất là dễ kiếm. Cho nên là cuối tuần nếu mà quý vị đến Đà Lạt du lịch thì có thể ghé đây để chụp ảnh nè. Ok, rất là đẹp phải không quý vị? Với một cái tòa nhà với một cái góc ảnh như thế này thôi thì chúng ta cũng đã cho ra rất là nhiều những cái bức ảnh về hoa dã quỳ đẹp rồi. Chúng ta không cần phải đi đâu xa hết quý vị. Đó, chúng ta tạo dáng kiểu nàng thơ, mặc những cái váy trắng. Nói chung là nên mặc những cái váy ít màu thì sẽ đẹp hơn. Vì chúng ta mặc cái váy hoa rồi, đã hoa rất là nhiều rồi, chúng ta sẽ bị chìm ở trong hoa. Vì hoa này nó quá nổi rồi, chúng ta sẽ bị chìm ở trong hoa nha. Đó là những cái hình ảnh mà hôm nay Nhân giới thiệu đến quý vị, những cái khu vực chụp ảnh hoa dã quỳ đẹp, nhà đèo Pren, đầu đèo Sa Com, cho tới vòng vòng hồ Tuyền Lâm. Và đây là cái địa điểm cuối cùng và đẹp nhất, cho nên là Nhân để dành vào cuối video. Và Nhân rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Yeah. Quá đẹp phải không quý vị? Mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt rất là đẹp. Hoa nào cũng tươi, hoa nào cũng khoe sắc. Hết tháng 11 thì chúng ta qua tháng 12, cuối tháng 12 thì sẽ có hoa mai anh đào nữa nha. Đây là cái cung đường mới mà sẽ di chuyển tới khu vực Gió An luôn. Dọc đường thì chúng ta cũng thấy là hoa dã quỳ cũng rất là đẹp nè. Để chúng ta có thể đứng lại chụp ảnh. Bên kia những cái con đồi cũng có hoa dã quỳ nha quý vị, rất là nhiều.
Nhìn từ xa không biết là quý vị có nhìn thấy rõ không? Đây là nguyên một cái đồi hoa dã quỳ nè, chúng ta có thể leo lên phía trên để chụp ảnh. Nhưng mà thực ra thì để chụp ảnh hoa dã quỳ đẹp thì không nhất thiết là phải thật là nhiều, thật là mênh mông bát ngát đâu. Chúng ta phải chọn những cái góc ảnh đẹp, những cái gì mà nó đẹp nhất so với mình đó, thì chúng ta đứng vào thì sẽ đẹp thôi, không cần phải phải hoành tráng lắm đâu. Như cái cung đường này thôi thì chúng ta đã chụp ảnh hoa dã quỳ đẹp rồi nè quý vị. Hay có rất là nhiều bạn tới đây để chụp ảnh ha. Có cái con đường nhỏ nhỏ phía trên để đi lên. Mang một chiếc áo đỏ rất là nổi luôn.